Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Sachao Chanmui độ đồ chân hiệu với giá trị 200 triệu của biker Việt. Sachao Chanmui độ dưới đây có một biker Việt có một vẻ đẹp đầy sang trọng và sự bứt phá mạnh mẽ bằng việc trang bị vài món đồ chơi chỉ hàng hiệu như của Rainbow, Daytona hay Liên Vân. Hai Hyperdobon Sacha F10 là dòng xe con tài của nhà sản xuất Suzuki. Vóc dáng góc cạnh mạnh mẽ nhưng rất nhỏ gọn, dễ luồn lách trong thành phố một cách dễ dàng. Cùng với đó là phân khúc 150cc vượt trội, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho những người tiêu dùng Việt Nam. Chưa dừng lại với đẹp nguyên thủy, khi được các tay chơi xe chú ý đến, theo thời gian thì các Ấn Độ dần dần xuất hiện từ nhẹ nhàng đêm hố theo phong cách mỗi người. Và chiếc Sacha F10 độ kiển đây của Biker Việt cũng tương tự như vậy. Khoác trên mình bộ cánh với hai màu đỏ đen đầy mạnh mẽ và rất nổi bật. Phần yên được gọt lại với kiểu dáng góc cạnh hài hòa đầy thẩm mỹ cao. Chó đen được dán titan là cực đẹp. Góc nhìn nhẹ nhàng đầy giá trị với cụm tay thắng Rainbow SF hàng hiệu cùng với bình dầu Thái Lan. Cụm tay con CRZ CB đầy nổi bật với sự xuất hiện của nhiều ốc roti. Góc nhìn tổng thể ở phần đầu với di động được dính chặt bằng ốc quân niệm titan. Hai phía tay lái đều sử dụng cái cụm công tắc và cụm tăng đến đường hiệu Domino. Trợ lực sườn Matrix giúp giữ vững tay lái ở độ cao cũng như tăng thêm tính thẩm mỹ với ti vàng. Góc nhìn nghệ thuật ở dàn chân với hình ảnh ẩn hiện có thể đoán được là cặp băm Daytona hàng hiệu với cái tông màu đỏ nổi bật để Rainbow kết hợp cùng nhau Rainbow được tô điểm bằng đường hình ốc roti. Dây dầu S tự do sáng tạo với quay 90 độ cùng với các khúc nối và ngắt dầu Star Body CNC. Ốc bơm lửa titan 7 màu tạo điểm nhấn ở phần lọc máy. Phục Colin bình dầu rời hàng hiệu cho độ nhúng êm ái hơn cũng như là sự sang trọng cho chiếc xe khi trang bị món đồ chơi đắt tiền này. Đĩa tải nhôm CNC ánh vàng cùng với sợi sên đầy nổi bật và cái bộ phát tăng sên nhôm titan. Tương tự như bánh lái trước và phía sau cũng kết hợp cái đĩa của Rainbow cùng với heo Rainbow Benix quay ngược đầy ấn tượng. Hơi thở gây chú ý với âm thanh phát ra tê tái đầy quy lực đến thương hiệu Oval Racing hàng hiệu. Ngoài góc ảnh đẹp của chiến mã Sacha F10 độ khủng, Bodyville Bumper xế nổ cổ điển kinh dị qua cái công nghệ tên đấu. Tổng thể mang lại âm hưởng thiết kế của một mẫu xe cổ điển từ những năm 1940, cận kề nhất với thiết kế tương tự trên chiếc T110 theo kiểu dáng cúc gọn là khá nhiều. Đúng chất với một mẫu xe cổ điển dạo phố với thiết kế là đèn pha cáo dừa, hiền hòa cùng với phá cách với cặp đèn Rosento tích hợp thêm cái chó. Cặp gương hậu tích hợp tiêu chuẩn bên hai gù cân đối ở trọng tâm người lái. Hình ảnh kỷ niệm cái dàn kỳ đông với thiết kế đúng cái đồng hồ truyền thống cổ điển đi kèm với màn hình hiển thị LCD. Bình xăng dung tích là 91 lít với kiểu dáng là hạt đậu. Tên tuổi được khắc họa hai bên cái bình xăng làm cho tạo cái điểm nhấn nhẹ trên chiếc xe. Bình xăng hiện rõ nhất cũng là cái trung tâm của bản đồ này với họa tiết tem đấu đơn giản nhưng không kém phần thể thao và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Điều đó tạo ra nhiều sự khác biệt với những người anh em trong cùng lứa. Yên đơn có khả năng điều chỉnh bốn hướng giúp cho người lái dễ dàng điều chỉnh phù hợp với từng ghế ngồi. Sở hữu cái chiều cao thấp đó là cái sở thích thú với những người có chiều cao hạn chế nhưng chót say mê cái dòng xe cổ điển. Đuôi xe có tạo hình đơn giản và tinh tế với đèn hậu elip, cái màu đỏ cùng với cặp đèn xi nhan tròn. Cánh bùng sau với họa tiết tem đấu được dán từ bản độ Cup Vũng Tàu Motorsport. Cái động cơ Bodyville Bumper mới có dung tích 1200cc, tương tự như chiếc Bodyville T110, cho nó khả năng sinh ra công suất lên tới 77 mã lực. Một bản độ đơn giản đầy tinh tế lên ý tưởng thực hiện từ H2 Decan. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe. Suzuki Z
ZS S110 lặng lẽ trong bộ cánh tinh rời. ZS S110 đích thực một tuyệt tác nghệ thuật với phong cách mạnh mẽ dập dẫn, kiểu dáng đẹp, thân xe mạnh rẽ không chỉ mang lại cảm giác trải nghiệm tuyệt vời mà về tổng thể nó còn làm cho xe nhẹ nhàng hơn so với các dòng xe trong cùng phân khúc, giúp cho người điều khiển dễ dàng và linh hoạt hơn trong điều khiển đường xá giao thông chật chội như ở Việt Nam. Với động cơ 150cc 4 thì làm mát dung dịch, đề oxy cho công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tăng tốc vượt trội, cũng như là bao số êm ái, động cơ đã áp dụng thành công trên dòng Raider FE thời mới nhất. Tuy nhiên dòng ZS nhập về Việt Nam lại không bị hãm cái dòng tour, nên thực sự là con quái vật mạnh mẽ so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Chiếc xe vẫn chưa thỏa mãn được ý thích cá nhân của chủ xe, nên nó được trang trí lại một cái diện mạo hoàn toàn mới. Được biết, cái sở thích của Mr. Chí, chủ xe đã vẽ cái đời can và đã có buổi làm việc và thiết kế thi công tận nhà, đảm bảo cho khách vừa thoải mái vừa xem chiếc xế cưng của mình hai dàn áo mới. Trông như một tiểu ZS S1000, bô xe hai nòng rất đặc trưng, tiếng vô rù rì là không quá ồn ào nhưng cũng không quá lý nhí. Nhìn tổng thể chiếc xe rất là bật với những đường nét màu đỏ chắc khỏe và dứt khoát, lịch sự, tinh tế, mạnh mẽ, không quá hào nhón nhưng vẫn đủ gây chú ý mỗi khi lướt đi trên phố, chất ngầu cùng với những đồng bọn. Honda NSA 110 độ bứt phá mọi thế hệ của biker nước bạn. Chiếc NSA 110 độ bên dưới đây có màn lột xác ấn tượng từ bộ cánh đến những món đồ chơi kiển được trang bị dành riêng cho chiếc xế để đem lại cái sự mạnh mẽ và bắt mắt. Honda NSA 110 độ bứt phá mọi thế hệ của biker nước bạn là dòng xe hai thì huyền thoại đến từ hãng xe Honda, với thiết kế đậm chất thể thao cùng với động cơ 150 phân khối được sản xuất từ năm 90, bền bỉ và mạnh mẽ đã giúp dòng xe này trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người đam mê yêu thích. Muốn tạo ra sự mới mẻ cho dòng xe này mà các tay chơi xe trong và ngoài nước đã ra đời một loạt bản độ từ nhẹ nhàng đến hố theo phong cách của mỗi người. Và chiếc NSA 110 độ kiển như đây của biker nước bạn là một chứng minh cụ thể. Khoác trên mình bộ cánh khá là bật với những họa tiết khá ấn tượng, tổng thể làm cho ta cái nhìn hài hòa và thu hút. Phần yên được thiết kế là khá đẹp với kiểu dáng hai tầng nguyên thủy và được thẩm mỹ hơn với sự mong manh của cái miếng đệm. Góc nhìn ta thấy được cái tên thương hiệu HRC. Ghi đông tạo sự nhẹ nhàng với tay thắng của Rambo 13mm Master Linder hàng hiệu. Dàn chân đậm ánh nhìn khi khá mỏng manh và không kém phần cứng cáp, với cái bầm ba cánh được sơn cái màu cam đậm chất thau, đĩa kiểu hài hòa cùng nhau Rambo hàng hiệu. Số gãy CNC với kiểu dáng là gọn gàng, giúp cho người lái có cảm giác là ngồi đẹp cũng như cái độ sang số là thoải mái hơn. Đĩa tải CNC tạo ánh nhìn phụ để tô điểm thêm cái sợi xinh vàng ống đầy sang trọng. Honda NSA 110 sở hữu khối động cơ là 2 thì xanh đơn, đạt công suất tối đa 40 mã lực tại dòng tua máy 10.500 phút, lực kéo 27 Nm tại 10.000 phút. Góc ảnh chủ xe đổi dáng cùng với chiến mã của mình. BMW F1000 RR độ hoàn hảo trong cái thân xác HV4. HV4 được phát triển dựa trên cái nguyên mẫu của dòng F1000 RR và đã đang rất thành công, vẫn có thiết kế không đối xứng truyền thống như là những dòng mô tô của mình. BMW HV4 có một thiết kế bên ngoài là không khác biệt gì mấy so với F1000 RR. Xe có duy nhất một cái tem, đó là màu xanh dương và trắng. Với bề ngoài là đồ sộ và vô cùng hung dữ, HV4 luôn tạo ấn tượng mạnh cho những người hâm mộ. Bộ ốp fairing ở bên sườn kết hợp với cái ba lỗ thông gió làm người ta liên tưởng và hay gọi HV4 biệt danh là H cá mập. BMW S1000R độ hoàn hảo trong thân xác HV4. Khoác cho mình bộ cánh của người đàn anh HV4 trông thật sự là ngầu. Và điểm đầu tiên dễ nhận biết giữa HV4 và S1000R chính là thân xe của HV4 có cái tem HV4 và cái chản ba tay lái cũng khắc cái chữ là HV4 và cùng với số series thứ tự sản xuất của xe. Bộ ốp fairing bên sườn xe là sự kết hợp với ba lỗ thông gió làm người ta liên tưởng và gọi mẫu xe này với biệt danh là cá mập.
Không chỉ khoác lên mình bộ áo H4, chủ nhân còn nâng cấp cho chiếc xế cừng một loạt những trang bị đi kèm như cụm tay thắng và tay con thương hiệu của Rainbow nổi tiếng. Và công nghệ của S1000RR được tích hợp hai chế độ lái, đó là Blitz đường đua và User, tùy chỉnh theo cái điều kiện thực tế. Bên cạnh còn ba chế độ tiêu chuẩn và sẵn sàng có như phiên bản trước như là Race Sport và Race. Cung cấp sức mạnh cho cái động cơ 1000 phân khối này là 4 tranh làm mát bằng dịch cho công suất đa 199 mã lực. Đi kèm với đó là cái bộ độ Hot Team Racing là niềm ao ước của rất nhiều biker đam mê tốc độ.